Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách xử lý cái chậu rửa bị tắc. Cái này thì nó hiện tại thì nó đang bị thoát chậm, chứ nó chưa thoát hoàn toàn, nhưng mà để cái thời gian mà mở lâu nhà mà nó vẫn không thoát được ngay, có nghĩa là cũng tương đối nhé. Thì có thể dùng bằng các phương pháp sau, đó là có thể dùng cái dây lò xo để ngoáy xuống đây. Một số cái lỗ này nó có nhiều cấu tạo thì cái lỗ rất là hẹp, có thể là đút cái lò xo xuống là không thể đút được nhé. Hoặc là có thể tháo dưới cái siphon ở dưới để tháo ra, nhưng mà một số cái siphon ấy lâu ngày rồi ấy, thì nó bị oxy hóa nhé. Nếu mà chúng ta tháo cái này ra ấy, thì nó sẽ giống cái trường hợp như là cái này. Khi các bạn đang ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy click vào nút đăng ký rồi bật chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà mình đăng lên. Đây, sau khi chúng ta tháo được cái chân của cái chậu ra thì nó sẽ như này. Thì các bạn nhìn thấy đấy. Nếu mà như này ấy, để nguyên thông tắc khéo thì không sao. Nhưng mà động vào ấy, tháo cái siphon này ra là thông tắc nhé. Thì là những cái đai ốc này nó bung ra luôn này. Vậy nếu mà để nguyên ấy, thì chúng ta sẽ dùng một thời gian cũng khá là dài nữa. Vì nếu không động vào thì nó cũng chẳng sao cả. Đấy, nên là cái cách này sẽ rất là thuận tiện. Có nhiều cách chứ không phải chúng ta cứ nhất quyết là đi một cách là phải dùng cái dây thông rồi ngoáy xuống đây, có thể nó sẽ phá vỡ cái này, bởi vì những cái này bây giờ người ta làm rất là kém. Vì vậy vô hình chung chỉ là chúng ta xử lý cái trường hợp tắc này thôi, mà nếu tháo ra là có thể sẽ phải thay cái siphon khác nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình cái thủ toilet này và ít băng dính để chúng ta có thể là dán bịt cái lỗ này lại, dán bịt cái lỗ này lại để khi chúng ta thông ấy, thì cái hơi ở đây nó không đùn ngược lên đây, đây vì đây là cái đường xả tràn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dán bịt băng dính, hoặc là các bạn có thể nhét cái rẻ vào cái gì đó để có thể là bịt vào được nhé. Mục đích là chúng ta không cho nó đồn cái hơi lên theo cái lối này. Đấy, thế là nó sẽ kín hơi. Bây giờ sẽ cần cho thêm nước vào để đảm bảo là khi quá trình mà chúng ta xử lý thì nó sẽ có nước để nó kín và nó đẩy đi. Đồng thời một tay sẽ giữ ở đây nhé. Thì để thử xem cái cách này nó có đơn giản hơn không. Giờ mình sẽ cấp nước cho nó đầy lên đây để nó có nước để nó đẩy đi. Thì cái thủ toilet này là cái mới tinh. Thử xem là phía dưới này có nhiều bẩn không nhé. Và nó có xử lý được cái vấn đề tắc không. Lò xo ngoáy thì có thể nó sẽ làm hỏng siphon nếu mà trong trường mà chúng ta lắp vào khoan pin mà quá nhanh và cái lò xo nó cũ rồi. Nè, các bạn xem này, khủng khiếp luôn này, úi dồi ôi, là một mớ tóc nhá. Đây, hiện tại là vẫn đang tắc, các bạn thấy không? Vì vậy cái phương pháp này cũng tương đối là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ làm tiếp để xem là nó sẽ đùn lên nhà nhé. Đây là một mớ tóc à. Chứng tỏ tóc rất là nặng luôn. Đó, đang có tiếng chảy. Tóc rất là dài và nhiều. Nước đã chảy xoáy nhé. Phương pháp này mình thấy là cũng là khá là hiệu quả.
Hiện tại thì vẫn chưa được thoát nhanh lắm, mình sẽ làm thêm vài lần nữa. Đậy cái lắp này ạ. Cho nước cao lên để nó có nước nó đun đi. Chúng ta nên thay đổi cái tư duy, không nhất thiết là cứ phải làm theo cái lối mòn nhé. Tháo cái siphon ra là có thể, đối với những cái đã cũ rồi là có thể sẽ hỏng luôn. Rồi mình sẽ thử đây. Đây, nước thoát chưa được, phải làm bao giờ nó thoát nhanh thì thôi nhé. Đây các bạn nhìn này, xoáy tiết luôn, vẫn còn tóc này, những tản rất là to, dây chun này. Đó, bây giờ chúng ta thoát nhanh thôi. Đấy, có xoáy này. Thì vậy cái phương pháp này hoàn toàn là hiệu quả và chúng ta không phải mất công gì nhiều. Không phải tháo cái chân của cái chậu. Nếu một số cái nó không có chân thì có thể chúng ta sẽ làm ngay được. Đây mình làm thêm một lần nữa thì chắc là sẽ ổn. Các bạn thấy hay thì hãy like, share để ủng hộ mình nhé. Đấy, thoát đã tốt rồi. Khen ngay được nha. Ok, bây giờ mình sẽ vệ sinh nó là xong. Đây các bạn nhìn này. Tóc tai đầy luôn. Dây chun một tóc nữa.